cô. Nè, năm mới rồi, sao tụi mình không tổ chức tiệc tân niên ta? Dạ, em cũng thấy nên vậy đó. Nếu như mọi người không ngại á, hay là tổ chức tiệc ở nhà Hoa nha. Ui, đúng rồi. Nè, có chuyện gì mà mọi người vui dữ vậy? Dạ, cô Hoa muốn mở tiệc chúc mừng năm mới ở nhà của cổ. Ừ, vậy à? À, nếu mà bữa đó cô không có bận á thì tới nhà em chơi cũng được. Không bận thì tới chơi cũng được à? Ý cô không muốn mời tôi chứ gì? Ờ, cái này là cô suy nghĩ hơi bị sâu xa nha. Tại vì cô là cô hiệu phó mà. Cô hiệu phó thì lúc nào cũng bận rộn phải không? Ui da. Cái gì vậy? Tay bị xước, đau quá. Hả? Sao không? Có sao không? Đưa tôi coi coi. Nó xước nguyên một đường luôn nè. May là bị thương nhẹ đó. Được rồi. Có cái đinh ở dưới đây nè. Lát nữa để tôi kêu mấy thầy đến đó rồi đóng lại giùm cho. Dạ. Gì cô? Chuyện này chuyện nhỏ xíu à. Đóng đinh thôi mà. Em đóng được. Thôi cô à, cô cứ để đó đi. Để lát nữa mấy thầy làm giùm cho. Đóng có cây đinh không thôi à. Cũng đi nhờ giả đàn ông nữa. Mất công quá cô à. Mất công gì chứ. Dù sao mấy chuyện này đàn ông vẫn làm tốt hơn mà. Tại sao chuyện gì phụ nữ làm được thì cứ làm đi chứ. Mất mới gì mà phải đi nhờ giả đàn ông. Cô thiệt tình. Mấy cái chuyện này là em giỏi hơn cả đàn ông rồi đó. Cô yên tâm đi. Dạ. Sao vậy? Cô có sao không? Đã nói rồi, mấy cái chuyện này cứ để đàn ông làm đi mà. Em đã nói là em làm được. Thôi bây giờ đi. Cô tránh ra đi, không thôi em đánh trúng tay cô bây giờ. Nè, cô đừng có bướng nữa, đưa tay tôi coi coi. Em đã nói là tránh ra. Sao cô lại dạy con nít kỳ cục vậy? Hả? Tôi dạy sao? Làm gì có cái chuyện mà con gái vốn dĩ sinh ra lại yếu hơn con trai chứ. Cái đó tùy thuộc vô cơ địa của mỗi người đó cô à. Phải đó, thì có những trường hợp ngoại lệ, nhưng mà xưa đến giờ con trai vẫn mạnh hơn con gái mà cô. Làm gì có chuyện đó. Nè Tâm Anh, con không được nghe lời của cô Liễu nói nha. Đàn bà sinh ra là yếu hơn đàn ông. Làm gì có chuyện đó, tào lao. Dạ. Ủa, nè Tâm Ý. Dạ. Cái bàn này ai xê dịch nó qua đây vậy? Dạ, hồi nãy lúc cô lên thay đồ cô, ông với chú có kéo qua để quét dọn đón khách. Xong rồi ông với chú ra ngoài, quên thiên lại chỗ cũ. Để cái bàn ở đây làm sao mà coi được, vướng víu quá chừng à. Ờ, à, cả phiền cô. Nè Tâm Anh, con đứng lên đi, để cô kéo cái bàn lại chỗ cũ. Ờ, à, cô Hoa à, một mình cô với tôi sao mà kéo nổi hả cô? Dạ đúng rồi cô, để con phụ cho. Không cần hai người phải giúp cho tôi, một mình tôi khi cũng được mà. Trời, cái bàn này á, đàn ông còn kéo không nổi, sao mà cô kéo nổi chứ? Cô nói cái gì vậy? Thôi được rồi, để em chứng minh cho cô coi. Đàn ông làm được thì đàn bà cũng sẽ làm được. Cô Hoa à. Ủa sao mọi người? Julian, con vào đây phụ cô Hoa một tay nha. Không cần đâu, tôi kéo được. 1, 2, 3. Thấy chưa? Tôi đã nói là đàn bà làm được mà. Wow, cô đúng là số 1 á nha. Chuyện nhỏ. Đàn bà con gái mà sùng dữ. Nè, nếu như mà mọi người không chê thì mọi người nhớ là dùng tự nhiên nha. Dạ, vậy cảm ơn chị. À mà chị, ủa mình không có một chút xíu men hay là gì hết hả? Quên nữa ha. Ai nói là không có vậy. Nè, mọi người yên tâm nha. Hôm nay tôi đã chuẩn bị sẵn bia có, rượu có. Mọi người ở đây muốn uống cái gì cứ nói nha. Bia đi cô Hoa. Bia hả? Có liền. Nè Tâm Ý. Dạ. Con mở tủ lấy bia giùm cô đi. Cô để sẵn ở trọng á. Dạ. Mọi người dùng tự nhiên nha. Mời mọi người. Dạ, mời mọi người. 2, 3. Vô 100% nha. Julian. Dạ. Con là đàn ông 100%. Phụ nữ mình 50% thôi nha. Dạ có điều. Bà ơi. 100 với 50 là sao vậy bà? 100% đó hả? Là uống ực một cái là cạn ly. Còn 50% chỉ cần uống đến phân nửa là được rồi con. Nhưng mà sao phụ nữ chỉ uống được có phân nửa thôi vậy bà? Bởi vì phụ nữ là phải yếu mà. À, dạ. Cô à, em xin lỗi. Tại sao cô lại dạy con nít như vậy hả cô? Như vậy đâu có đúng đâu. Tôi dạy sao? Ai lại đi dạy con nít mà là một đứa bé gái nữa? Ai mà sinh ra đàn bà lại thua đàn ông chứ cô? Cô Hoa à, sao có mỗi câu nào tôi nói ra cô đều không hài lòng hết vậy hả? Là tại vì cái suy nghĩ của cô như vậy không đúng. Cô đã suy nghĩ sai rồi.
Cô còn gieo vào đầu một đứa bé như vậy nữa sẽ ảnh hưởng tới tâm sinh lý phát triển của nó đó cô. Nè Tâm Anh, con nghe lời cô nói nghe chưa? Phụ nữ hay đàn ông gì sinh ra thì đều có sức mạnh ngang nhau hết, nghe rõ chưa con? Dạ. Nè, bây giờ đàn ông hay đàn bà gì cũng phải uống 100% nghe chưa? Dạ. Vô 100%. Vô. Hết rồi nha, 100% rồi đó nha. Chị ơi, nếu mà uống được thì thôi, chứ bia vô nó cũng khó chịu trong người lắm á. Em yên tâm, đàn ông uống được thì đàn bà uống được. Vô 100% nha. 1, 2, 3. Vô. Ui á, cái gì vậy? Trời ơi trời, ông ơi ông, sao lại nằm ở đây? Tối qua vợ con uống nhiều quá rồi ối mửa lên phòng tùm lum bên trên, sao con nằm trên được, nên xuống đây nè. Ủa, đầu xuống quá. Hả? Con làm gì mà qua con uống dữ vậy hả? Mọi người ngủ có ngon không à? Ừ, cảm ơn. Mi. Chết rồi. Cô xin lỗi. Đi vô đây đi, cô cắt cái áo ra luôn đi. Nè cô xin lỗi, cô xin lỗi, cô mua cái áo khác cho nha. Cô ơi, cô uống miếng cho khỏe đi cô. Cảm ơn con nha. Cảm ơn con. Cô bớt rồi. Mà nè, để cô đi chợ hay là đi siêu thị gì đó, cô kiếm cái áo mới mua đời lại cho Tâm Anh nha. Dạ thôi, không cần đâu cô. Có gì đâu. Ủa, cúp điện hả? Ủa, sao dưới nhà cúp điện? Mà ở trên phòng tắm với lại ở trên nhà vẫn còn sáng mà cô. Con nói cái gì? Ở trên lầu vẫn còn đèn hả? Dạ. Nguyên ơi, Nguyên nè. Dạ. Con kêu Nguyên chi vậy? Nói với chú và ông đi ra ngoài rồi mà. Ồ vậy hả cô? Trên lầu còn điện mà cái đường dây dưới này là như vậy chắc là có vấn đề rồi. Nè, con vô lấy bộ đồ nghề sửa điện ra cho cô đi. Dạ thôi cô ơi, con thấy mấy chuyện này nguy hiểm lắm, hay là cô đợi chú hay là Nguyên về đi. Cô đã nói là cô làm được, đi lấy bộ đồ nghề sửa điện cho cô đi. Dạ. Cô ơi. Hả? Có phải chuyện sửa điện là chuyện của đàn ông đúng không cô? Con không tin cô đúng không? Cô đã nói với con rồi, chuyện gì mà đàn ông làm được tất nhiên là phụ nữ làm được. Nhưng mà con nói chị sửa điện nguy hiểm quá cô ơi. Không tin chứ gì, cô sẽ chứng minh cho con coi. Ơ cô ơi, cái gì? Có ổn không cô? Cô đã nói là cô làm được, hãy tin cô. Bình thường nha cô. Biết rồi. Cô ơi cô sao không cô? Cô ơi cô ơi. Cô. Ủa, đèn sáng rồi cô. Đèn sáng rồi hả? Dạ. Con thấy cô nói đúng không Tâm Anh? Đàn ông làm được là phụ nữ làm được. Đàn ông làm được là phụ nữ làm được. Cô ơi, con nghe mùi thịt luôn. Và bây giờ ai có muốn thử sức không nào? Ai muốn thử sức thì hãy ra đây. Cô ơi cô, chuyện này phụ nữ không làm được đúng không cô? Hả? Tôi xin nhắc lại, có ai muốn đăng ký tham gia không nào? Chuyện này đúng là quá khó đó cô. Đàn ông nhiều khi còn làm không được, huống chi là phụ nữ. Nè, con quên lời của cô nói rồi hả? Cô đã từng nói với con, bất kể điều gì mà đàn ông làm được thì phụ nữ cũng sẽ làm được, con nghe rõ chưa? Thì không cô, ngay cả chuyện kéo xe hả? Tất nhiên rồi. Nếu không ai thử sức thì tôi sẽ... Tôi tham gia, tôi sẽ thử sức. Mời chị. Cố lên.
Chị có sao không chị? Bác sĩ tôi không sao. Cô ơi, con đừng bao giờ nghe lời cô Liễu nói. Những gì đàn ông làm được thì phụ nữ cũng sẽ làm được. Cô không xéo xe được là vì cô không có hàm răng tốt thôi. Nếu như cô có hàm răng tốt thì cô cũng sẽ kéo xe được cái đàn ông. Dạ biết rồi. Bây giờ cô đi nhau khoa đây. Con đang chờ người nhà ra hả? Dạ. Vậy con uống nước ăn bánh nha. Dạ, con cảm ơn cô. Có cần gì thì gọi cô nha. Dạ. Dạ. Hả? Cô làm sao rồi hả cô? Ừ. Cô cười ra cho con gái cô. Giống y như thiệt luôn á cô. Tất nhiên rồi. Cô giống y như hai cái này nè cô. Trời đất ơi, con đem theo hai cái răng này làm chi vậy? Dạ tại con tưởng người ta sẽ lắp lại cái răng này nên con mang tới cho cô. Cái con nhỏ này thiệt tình đó. À cô ơi, ở đây người ta cho con ăn bánh miễn phí đó cô. Ở đây hả, phòng nào cũng rộng cũng đẹp hết trơn á, mà lại còn chăm sóc tận tình nữa cô. Cái con nhỏ ham ăn này, ai mà cho con bánh đó là con khen hết à. Dạ. Đi về. À cô, con lấy thêm bánh được không cô? Lấy đi. Dạ. Đi. Dạ. Giấc mơ làm giàu thì là ai cũng cần, chỉ mong cuộc sống đủ đầy cùng những tháng ngày. Giấc mơ làm giàu.